Rồi ok, chào anh em đã trở lại với video của mình ha. Thì tiếp tục video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẫu máy chuyên thuyền tầm trung cho anh em ha. Đó là mẫu máy 16 feet, 16 feet nhỏ nha anh em. Đó, giờ bên đây là khối pin 60 ampe. Thì như anh em thấy đó, mình đang đóng là hệ pin 4S. Thì khối 60 ampe này thì nó là 16 cell anh em. Mình sử dụng mạch sạc xả là 400 ampe ha. Đó, sạc xả khá là lớn luôn, cho anh em sử dụng những máy chuyên đánh thuyền á, nó có ăn dòng khá cao á, thì nó cũng không có bị ngắt cái mạch mình ha. Đó, và một mạch cân bằng chủ động 5.5 ampe anh em. Đó, khe đồ rất là xịn sò cho anh em luôn ha. Mạch sạc xả thì có nhôm tản nhiệt hai lớp dày cho anh em luôn. Sạc xả này thì 40 feet ở trong anh em. Đấy, thì pin thì có đồng hồ cho anh em đây. Thì nhưng mà cái đồng hồ này có hay không thì nó cũng không quan trọng anh em, nó chỉ trang trí cho anh em thôi. Đó. Thì cọc đỏ đây, đen là âm anh em, đỏ là cộng. Thì mình khi mà gửi tới anh em á, mình có dán cộng trừ cho anh em hết, anh em không có sợ lộn đâu. Đó, thì pin đó thì mình sẽ kèm sạc cho anh em ha. Thì ngoài ra mình có cả 30 ampe và 45 ampe. Thì hai mẫu nhỏ thì mình sẽ vô mẫu hộp chống nước này cho anh em ha. Đó, mẫu hộp chống nước tuyệt đối cho anh em luôn. Và bên đây là máy 16 feet của anh em đây. Đây, máy 16 feet mình sử dụng là biến áp E55 nằm nha anh em, E55. Đấy, 6 tụ lọc nguồn đầu vào, 4 tụ nhân áp. Đấy, đây là bản máy lò xe ha, cho nên là nó chỉ đi được nước ngọt trong, ngọt đục, ngọt phèn gì đó anh em, nhưng mà không bị nhiễm mặn nha. Đấy. Về cấu hình máy thì nó cũng rất là chi tiết rồi anh em. Chạy 16 con feet nhỏ. Đấy, ở đây cái bảng mập mình sử dụng mạch băm cách ly ha, băm cách ly hai chế độ cho nên mình không có lắp cái phần băm ở dưới đây anh em. Đó, mình sử dụng mạch băm cách ly rồi luôn. Đó, thì những cái bảng máy đi thuyền á, mình có cả 6 chế độ cho anh em nha, thì tùy theo cầu của anh em thôi. 6 chế độ á, thì những cái video trước mình có quay đó anh em, thì nó có 3 chế độ đánh nóng và 3 chế độ thả lạnh cho anh em ha. Thì khuyên anh em máy nhỏ thì anh em cũng không nên thả đâu, thì tùy, còn tùy vào nhu cầu của anh em, thì anh em yêu cầu thì mình lắp cho anh em thôi. Đấy, thì ở đây khách yêu cầu 2 chế độ thì mình chỉ làm 2 chế độ thôi, chủ yếu anh đánh một giọt thôi, đơn giản mà dễ chỉnh anh em. 6 chế độ thì anh em phải biết đường canh chỉnh nha, không biết đường canh chỉnh thì cá nó lại lên không đạt đâu anh em. Đấy, rồi thì nó cũng rất là đơn giản rồi. Ở bên đây có cọc đen là và mát anh em, cọc đỏ là vạt. Thì khi gửi đến anh em mình có dán đầy đủ cho anh em hết, cho nên anh em không sợ lộn đâu ha. Ở đây công tắc là công tắc phân áp như bình thường thôi anh em bật lên là áp cao, tức là anh em đi nước ngọt trong, còn em bật xuống là đi nước đục, nước phèn gì đó, nước nhiễm tạp chất gì đó anh em. Còn nút phèn ở đây là chỉnh chế độ, anh em bật về phía bên trái đây, theo cái màn hình anh em nhìn vô nha, mặt về phía bên trái đây là chế độ đánh lì, còn em dặn về phía bên phải là chế độ trộn nha. Thì nó chỉ có 2 chế độ thôi, xíu mình test thì anh em sẽ nắm rõ thôi. Còn nút đỏ này là chỉnh mạnh yếu, thì như bình thường thôi, anh em càng dặn lên thì nó càng mạnh. Hai cọc cùng màu, có thể nhầm đạo mình làm hai cọc đen, nhầm đạo mình làm hai cọc đỏ, nhưng mà nó cùng màu anh em. Và mình sẽ có dán cái chữ cò bóp ở đây, thì anh em về anh em cứ việc vặn cò bóp thôi. Mình sẽ có tặng kèm cò bóp cho anh em ha. Đấy, thì ở đây mình test nhanh cho nên là mình chỉ dặn cái cò bóp gài của mình vô thôi. Đấy, không vấn đề gì hết anh em. Dây nguồn anh em thấy mình sử dụng hai dây cáp đơn 4 chấm em, thì nó đã dư sức tải cái máy này rồi anh em, không vấn đề gì đâu. Rồi mình sẽ test cho một đoạn cho anh em tham khảo luôn ha. Thì anh em nào có nhu cầu hoặc còn thắc mắc gì về sản phẩm bên mình á, thì anh em cứ việc gọi điện trực tiếp qua số điện thoại nha, hoặc là nhắn tin Zalo, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em ha. Thì ngoài cái phân khúc này ra, mình còn rất là nhiều mẫu anh em, trong các dòng đi bộ như là 6 feet, 8 feet và 12 feet. Những dòng đi thuyền như là 16, 20, 24, 28 feet anh em. À, cái bản máy 20 feet thì nó cũng tương tự như gì nè anh em, chỉ là nó nhiều feet hơn và nó sẽ căn chỉnh một xíu anh em. Nó cũng về hình thức thì nó cũng khá giống cái máy 16 feet này. Đấy, thì theo nhu cầu sử dụng của anh em và điều kiện kinh tế thì anh em lựa chọn máy cho nó hợp lý ha. Thì anh em cứ việc liên hệ mình đi, mình sẽ gửi hình ảnh mẫu mã cụ thể cho anh em hết. Rồi, hoặc là anh em cứ vào kênh của mình á, anh em tìm lại những cái video trước á, mình quay rất là nhiều rồi anh em. Rồi ok, mình sẽ test một đoạn cho anh em tham khảo ha. Thì nó có hai chế độ thì cũng rất là đơn giản thôi anh em nào cũng sử dụng được thôi. Ở đây mình sẽ kẹp trên cái quả pin này luôn ha. Đó, giờ không có gắn nắp nên là cái đồng hồ nó chưa dính được anh em phải gắn cái nắp ép xuống á, đồng hồ nó mới dính cứng được ha. Nên mình làm cho gọn gọn xíu cho anh em nhìn được cái máy bên trong nha. Đó, một điều nữa, cái máy này thì anh khách có yêu cầu là làm cái quạt hơi mạnh anh em, cho nên là mình canh hơi mạnh xíu,
chủ yếu mát máy của anh em thôi, cho anh em đi thuyền mà máy anh em sử dụng pin hoặc bình lớn rồi anh em đâu có sợ ăn bình của anh em đâu. Chủ yếu là mát máy của anh em tùy theo nhu cầu của anh em thôi. Bình thường mình làm nó không mạnh gì đâu, nó tầm vừa tầm trung thôi. Đấy, rồi thì anh em trước khi đi anh em nhấp cò cái cho nạp tụ anh em. Rồi ok. Đó, hiện tại mình chỉ chỉnh 50% nha. Anh em đi thuyền máy pin này á, pin thì anh em đi máy mình nó rất là khỏe rồi. Đấy. Em test đây chế độ đánh lì nè, chủ yếu anh em nghe tiếng máy nha. Thì đèn đó thì nó không là vấn đề gì đâu anh em. Đây là chế độ đánh lì đây. Đó, nút đỏ này anh em giảm về thì nó yếu, nên càng tăng lên thì nó càng mạnh thôi. Đó, còn anh em đi trộm thì anh em cứ việc giảm về hết lóc luôn. Anh em dặn về phía bên phải nha, hết lóc luôn. Tại vì anh em càng dặn gần chừng á thì cái nhịp nó rất là khó chịu anh em. Anh em cứ dặn hết lóc lên cho mình ha. Đó, còn anh em thì này nó chỉ là chế độ thôi, còn chủ yếu là anh em chỉnh nút mạnh yếu này nè. Anh em canh tầm nào mà cá nó vừa lên á, nhiều khi anh em để yếu quá thì cá nó không thể lên được anh em. Còn anh em chỉnh mạnh quá thì là nó chết chìm luôn, cho nên là cái này tùy vào kinh nghiệm của anh em đi ha, hoặc là tùy tay anh em á, anh em đừng có miết nhiều quá. Đó, cái này là tùy vào kinh nghiệm của anh em thôi. Ở đây công tắc thì anh em bật xuống thì nó sẽ thấp hơn một xíu cho anh em đi nước đục nước nhiễm nha. Đó, anh em bật lên nữa thì nó sẽ cao, thì anh em đi nước vào trong nó hiệu quả hơn. Đấy, thì bản máy 20 feet thì nó cũng khá là giống bản máy này thôi. Thì có dịp đó mình sẽ quay cái bản máy 20 feet cho anh em xem ha, thì nó chỉ nhiều feet hơn thôi. Đó, giờ mình sẽ căn chỉnh tụ ổng là một xíu. Đấy, còn những máy 24, 28 đồ đó thì mình đã quay cũng khá là nhiều rồi, anh em cứ vào kênh của mình anh em tham khảo ha. Đó, thì ngoài ra thì mình còn có cả 10 feet lớn nữa nè, thì chắc video sau mình sẽ up 10 feet lớn cho anh em tham khảo ha. Thì 10 feet lớn thì công suất thì nó chắc tầm khoảng 20 feet nhỏ nè, nhưng mà được cái dòng nó cao và cái nó chạy thì mát phết hơn nè. Đó, thì anh em nào chỉ đi đánh một vạt á, anh em gắn hai chế độ gì nè là nó rất là hiệu quả rồi, đơn giản mà dễ chỉnh nè, hiệu quả nó lại cao nữa. Anh em lắp chi nhiều chế độ mà những cái chế độ sau anh em không có xài á, rồi anh em chỉnh nó lại khó nữa. Rồi chắc là chỉ test chỉ cho anh em tham khảo thôi nha. Thì nó chỉ có hai chế độ thôi mà nó rất là đơn giản rồi. Thì anh em nào có nhu cầu hoặc còn thắc mắc gì đó thì anh em cứ việc liên hệ mình ha. Rồi chắc mình sẽ dừng video tại đây. Xin chào anh em, hẹn anh em ở video lần sau.